thiên chúa không vắng bóng ngài ở gần và thực hiện các việc cứu độ lớn lao cho kẻ tín thác nơi người vì thế không được nhượng bộ thất vọng nhưng tiếp tục xác tín rằng chúa sẽ lau khô mọi nước mắt và sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi Ngài đã khai triển bài giáo lý dựa trên hai chương 30 và 31 sách ngôn sứ Jeremia được gọi là sách ủi an vì trong đó lòng thương xót của Thiên Chúa được giới thiệu với tất cả khả năng an ủi và mở ra cho niềm hy vọng trái tim của những người khổ đau. Ngôn sứ Jeremia nói với những người Israel đã bị đi đầy tại nước ngoài và tiên báo cuộc trở về quê hương. Việc hồi hương đó là dấu chỉ tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa Cha là đấng không bỏ rơi các con cái Ngài, nhưng lo lắng cho họ và cứu thoát họ. Cả chúng ta nữa nhiều lần cũng có thể sống một loại lưu đầy, khi sự cô đơn khổ đau và cái chết khiến cho chúng ta nghĩ rằng mình đã bị Thiên Chúa bỏ rơi. Volte Dio siete dimenticato di me biết bao lần chúng ta đã nghe lời này thiên chúa đã quên tôi rồi thiên chúa ở đâu tại sao biết bao khổ đau lại có thể đổ ập trên các người nam nữ và trẻ em vô tội như thế thiên chúa trung thành ngài không bỏ rơi con người trong sự phiền muộn thiên chúa yêu thương với một tình yêu vô tận mà cả tội lỗi cũng không thể ngăn cản được và nhờ ngài trái tim con người được tràn đầy niềm vui và sự an ủi đất mà dân đã phải bỏ đã trở thành mồi của thù địch và hoang tàn trái lại giờ đây nó hồi sinh và nở hoa và chính các người bị đi đầy sẽ như một ngôi vườn được tưới gội như một mảnh đất phì nhiêu dân israel được chúa đem về quê hương chứng kiến chiến thắng của cuộc sống trên cái chết và của việc chúc lành trên sự chúc giữ đây thật là điều an ủi việc trở về đích thật và triệt để từ nơi lưu đầy và ánh sáng ủi an sau đêm đen của cuộc khủng hoảng đức tin được hiện thực trong lễ phục sinh trong kinh nghiệm tràn đầy và vĩnh viễn của tình yêu thiên chúa tình yêu thương xót trao ban niềm vui hòa bình và sự sống vĩnh cửu